You could meet a spy and find romance. You could even win the Tour de France. Not very likely. Or you might as well enjoy the dance. Good morning, sunshine. Buenos dias, rayito del sol. Good morning, sunshine. Good morning, sunshine. Xin kính chào tất cả quý thính giả của Việt Radio 1560 AM và trên hệ thống Việt TV Network. Và chương trình Cà phê sáng ngày hôm nay với sự góp mặt của anh Quốc Văn, bạn Lồng và bạn Kỳ Kỷ mà giờ anh hết nhận rồi, anh Vũ Kiểm. Xin chào quý anh. Mời cô Văn trước. Cô Văn xin thân ái kính chào chị Tường Minh, anh Vũ Kiểm cũng như quý thính giả thân thương của Việt TV và Việt Radio sáng hôm nay, một ngày rất đẹp. Một lần nữa Vũ Kiểm kính chào quý khán giả của Việt TV Network và Việt Radio. Thưa quý vị, chúng tôi trở lại với lại cái cách gọi mà theo đúng thủ tục của cà phê sáng. Tức là mình ba đứa hôm nay gặp nhau đó, mình nâng ly cà phê ha, thấy mùi hương ngọt ngào hay là bài chủ muốn hoặc là Quốc Văn muốn gọi theo cái cách gọi là chuyện ba người để lát nơi chúng ta sẽ nói sau. Quý vị biết không, từ ngày đầu chúng ta đã có một cái gọi là tri kỷ trong cái chương trình Cà phê sáng thì mình cứ giữ như vậy. Tức là quý vị biết là Quốc Văn với anh Vũ Kiểm đó là coi nhau như là bạn lòng. Nhưng mà đặc biệt là anh Vũ Kiểm thì được bà chủ quán cà phê đó là gọi là coi bà chủ quán cà phê như là hồng nhan tri kỷ, nhưng mà điều không hẳn hồng nhan tri kỷ là ai lúc nào cũng thay. Phải hồng nhan tri kỷ không phải lúc nào cũng thân thiện, không nhất thiết, nhưng mà đôi lúc cũng phải có bất đồng quan điểm cũng như là có những cái tranh luận cho nên ly cà phê nó phải đắng chứ ly cà phê nó ngọt quá thì chắc uống cũng hơi chán chán anh. Không phải vậy đâu bạn lòng ơi, đời bạc lắm, bạc trắng như vôi ở đó. Có trăng quên đó mà có đăng quên đèn. Kể từ khi mà cà phê sáng được đưa lên trên TV như quý vị thấy rồi, thì bà chủ đó không còn coi chúng ta ra gì. Có phải thế không thưa bà chủ? Không phải, anh Quốc Văn là, anh Quốc Văn có biết không? Ở đây cái anh Vũ Kiểm nói chứ thôi tụi mình làm bạn lòng với Quang Chương đi. Ủa vậy bạn tri kỷ Quang Chương đi. Bây giờ là không có tri kỷ gì với tụi mình nữa hết á. Thay đổi rồi. Bãi đá tôi muốn đá đi đâu đá. Hôm nay đó là làm ở ngày thứ ba, thứ tư, rồi thứ sáu. Không biết là ngày nào là ca của mình nữa. Phải. Cũng không biết làm sao nữa. Có thể là tại vì anh Vũ Kiểm bạn lòng dễ thương quá. Cho nên nhiều người, nhiều thính giả hâm mộ cũng muốn làm tri kỷ, chắc là cô hàng cà phê cũng không được vui đó. Không có đâu, không có. Không thôi. Phải. Dạ. Thường thường đó là thí dụ như là người ta phải đi thử đó thử đây, người ta về người ta biết mới biết quý mình đúng không? Ảnh cứ làm cho mình, ảnh chê tới chê lui nhưng mà ảnh đi ra làm cho người khác, rồi lúc đó ảnh mới thấy mình tử tế với ảnh. Cũng có thể. Thì cảm ơn bà chủ cho tôi có được cái cơ hội đó để biết đá biết vàng. Vậy sáng nay mình hương vị cà phê của mình là mình sẽ uống loại cà phê nào anh Vũ Kiểm hay là cô anh chủ hàng cà phê hả? Anh thấy rồi đó, bà chủ với tôi đó là khắc khẩu vậy đó. Ông mới biết sáng nay là bà chủ của mình đó là uống cà phê rất là đen và rất là đắng. Dạ đúng rồi, mình cuộc đời mình đen với lại đắng thì mình cũng phải uống cà phê cho đen đắng chứ mình uống ngọt quá rồi ra đời mình gặp đắng mình chịu sao nổi. Không anh. Phải đen với đắng nó mới đẹp. Nhưng mà ngày hôm nay Tường Minh sẽ dẫn các anh đi uống cà phê thơ, chịu không? Hơi lạ đó bạn ông à. Lý thú, đề tài lý thú uống cà phê thơ. Tức là thơ. Vừa uống cà phê vừa thưởng thức nghe bà chủ đọc thơ. Đọc thơ cho anh nghe đây. Đọc thơ hay là ngâm thơ? Đọc thôi anh, đọc thôi bây giờ đâu có đàn nghe coi. Gì đâu. Tường Minh nhận được một cuốn sách của cuốn Tinh Văn số 27 của Văn Bút Nam Hoa Kỳ. Chú Tương Như đem lên thì có rất là nhiều những bài thơ, bài văn trong đây, những cái bài rất là hay cũng như là những cái lời rất là bay bướm, nhưng mà lại có một cái bài này. Khi mà mình đọc vô thì mình thấy văn chương thì cũng sẽ đọc cho quý vị, rồi quý vị tự nhận xét ha. Tác giả là Nguyễn Ninh Thuận.
trích đoạn thôi. Thương thay duyên phận đàn bà, có chồng chẳng được mặn mà, mặn nồng ái ân, chuyện nhà chẳng được góp phần, quyết định độc đoán chỉ cần chồng thôi. Hai hàng nước mắt tuôn rơi, cố ngăn dòng lệ, sống đời nuôi con. Anh, em đọc cái này em nhớ tới anh Vũ Kiểm dữ lắm. Sao vậy? Nhớ rồi. Cái sự gọi là... Nhất là cái câu là quyết định độc đoán chỉ cần chồng thôi đó. Gia trưởng không? Có gia trưởng không? Đó là mới cái đoạn đầu thôi. Dạ. Cho em đọc thêm mấy đoạn cuối nữa rồi mình sẽ bàn dạ. tiếp ha. Thương thay số kiếp má hồng, có chồng mà vẫn phòng không một mình. Nào ngờ duyên nợ ba sinh, cuối đời lại sống một mình chơi vơi. Ai ơi hãy nhớ lấy lời, không thương thì chớ sống đời bên nhau. Vài lời tâm sự gửi trao, yêu nhau xin gửi trọn câu ân tình. Đó, bây giờ anh nghĩ sao? Cái đặc san này, cái cuốn này coi bộ chắc là giới phụ nữ rất là yêu chuộng. Không biết ngoài tiệm sách bây giờ còn cuốn nào không hả bạn Lòng ha? Bây giờ đó hả? Bây giờ chắc là sẽ có. Anh sẽ liên lạc với Hội Văn Bút Nam Hoa Kỳ là sẽ có thôi. Nhưng mà cái vấn đề là đưa ra đó là cái vế thứ nhất, cái đoạn thứ nhất á, là lấy nhầm ông chồng độc đoán giống như anh Vũ Kiểm. Đau đớn thay phận đàn bà. Mấy cô ngày hôm nay đó cứ thường là bạn Lòng biết không, cứ chê bai những cái ông mà gia trưởng. Nhưng mà ngược lại đó, đôi khi mà lấy một cái ông mà về nhà không có mà một chút xíu quyết định hay là quyết đoán một vài công việc đó thì thật sự không có gì mà nó nhàm chán bằng. Nó giống như là ăn bún không có nước tương, y không nước tương với lại nước mắm vậy đó anh Vũ Kiểm ơi. Bạn Lòng để tôi tiếp tục thưởng thức nốt một vài đoạn thơ nữa đi. Rồi sau đó thì chúng ta sẽ nêu cái tiêu đề ra là bây giờ muốn tranh luận về cái gì? Về cái chuyện mà đau đớn thay thận đàn bà, phận đàn bà lấy nhầm một cái người mà độc tài độc đoán mà gia trưởng phải không? Không. Hay là sao? Cái vấn đề em muốn đưa ra ở đây là cái câu cuối cùng nè. Ok, để tôi ghi xuống. Đó. Ai ơi hãy nhớ lấy lời, không thương thì chớ sống đời bên nhau. Tại vì theo như cái bài thơ này đó là cái người đàn bà với người đàn ông này có vẻ là không hợp nhau. Nhưng mà vì con họ sống với nhau, bây giờ con đã lớn rồi, thành đạt hết rồi. Thì cổ mới có một cái câu cuối cùng để gửi đến tất cả chúng ta là cái câu cuối đó. Nếu mà không thương thì thôi, chứ đừng có sống vì con. Nếu như mà anh Vũ Kiểm với lại anh Quốc Văn gặp một người vợ nói à em với anh thôi bây giờ tình cảm không còn nữa, nhưng mà mình sống với nhau để nuôi con khôn lớn, thì lúc đó cảm xúc của anh như thế nào? Bạn Lòng chứ nghịch đi. Nghịch lý là ở Mỹ này con nó lớn nó ở với mình đâu mà lấy lý do con cái ra để mà chia tay hả anh Vũ Kiểm? Quý vị thấy không, nhiều khi nghe thấy thì thấy nó hợp lý, nhưng mà thời đó là xưa rồi, thế kỷ trước rồi. Là giống như cha mẹ mình thời đó thì khi mà cưới nhau đó, chắc là chị Tường Minh cũng đồng ý là hồi đó họ không có thời gian để tìm hiểu. Họ không có được cái sự tự do lựa chọn. Đôi khi nó có những cái phải được sắp đặt bởi cha mẹ, hay là những cái môn đăng hộ đối, họ phải lấy nhau rồi họ ở với nhau vì cái trách nhiệm, vì cái nghĩa tình. Nhưng mà rồi trong cuộc sống đó thì họ không có hạnh phúc. Thì cái chuyện đó mình nghe nói người ta sống với nhau vì con, rồi người ta chịu đựng chấp nhận, thì cái đó mình thấy nó hợp lý. Còn ngày hôm nay thời đại bây giờ thế kỷ này rồi, con cái đó khi mà các cháu vào đại học thì thường là nó bắt đầu đi xa nhà, hoặc là có công ăn việc làm đi xa, còn có hai vợ chồng mà bây giờ nói chuyện mà sống vì con cái thì mình thấy nó cũng hơi lạ. Tuy nhiên Quốc Văn thì có một cái quan điểm rất là cấp tiến trong việc này, tức là không hợp bằng mọi cách, nếu điều chỉnh không được thì nên chia tay, chứ đừng làm khổ nhau làm gì. Anh, tình yêu đâu phải máy móc đâu anh điều chỉnh. Đau đớn thay phận đàn bà. Bây giờ điều chỉnh vấn đề, nếu mà điều chỉnh ai là người điều chỉnh, người vợ điều chỉnh hay người chồng điều chỉnh? Thường là người nào thương nhiều điều chỉnh trước. Không, anh nói như vậy thì không có rõ nghĩa rồi. Thực tình mà nói đó,
ở thời đại này vẫn còn có những cái quan niệm là đúng như là trong cái vế cái bài thơ là nếu mà đã không còn thương nữa đó thì nên cắt đứt. Nó giống như là đã biết, tôi ví von thôi, giống như là đã biết cái đó nó trở thành ra là một cái ung thư, một cái bú dữ rồi. Nếu không cắt, không đoạn tuyệt đó, nó sẽ trở thành, nó lây lan và nó tác động trên toàn thân. Cái toàn thân ở đây đó là trong cả một gia đình, nó lây lan qua cả đứa con. Nó không thể nào mà nó sống được, ngày nào cũng sống ở trong một cái địa ngục, hai vợ chồng cãi nhau như vậy. Tôi không biết trong cái trường hợp này, cái người phụ nữ đó, tức là cái sau cùng đưa ra câu hỏi là nếu không còn tình, dĩ nhiên vẫn còn nghĩa, thì con nên sống vì con hay không? Cái đứa con này nó ở trong cái giai đoạn tuổi nào? Đứa nhỏ khác, trong cái tuổi dậy thì khác, đứa lớn khác như là anh Quốc Văn nói, tức là đơn điều. Nhất là ở trong cái xã hội Mỹ này, nó xong trung học, nó lên đại học, nó ra trường rồi. Trên nguyên tắc, có thể phải nói thẳng là chúng ta vẫn còn có cái trách nhiệm của bố mẹ, nhưng cái trách nhiệm lo về cho cái con đường học vấn của nó là coi như xong. Tự nó có một cái con đường, cái hướng đi của nó. Nó muốn làm gì nó làm. Thì cái trường hợp đó như anh Cố Văn nói không thành vấn đề. Nó không có tác động tâm lý tới trẻ nhỏ. Cái thê thảm nhất là cái đứa mới coi như là 6 tuổi, 5 tuổi cho tới 12, 13 tuổi. Nó vừa mới chớm biết suy nghĩ. Chưa chắc là nó đã hiểu hết được những cái điều mà hai vợ chồng gọi là, cho dù là có cố gắng để mà nói chuyện với nhau rất là nhẹ nhàng, nhưng mà không dùng những cái thôn, những cái lời lẽ cọc cằn chửi bới, nhưng nó nghe nó hiểu chứ. Nó nghe nó hiểu, nó sẽ bị tác động tâm lý. Thành thử ra tôi cần phải muốn tìm hiểu là ở trong cái tuổi nào. Và đúng, tôi không cần phải là cái người phóng khoáng là gì, nhưng mà tôi thấy và tôi đọc, cũng như là tôi biết có nhiều trường hợp ở trong cái hoàn cảnh này. Nên chấm dứt, nên đi giải phẫu, cắt bỏ cái cục ung thư đó đi. Tại vì nếu không nó bị lây lan, thì trở lại một cách ví von cũng sướng thơ cho vui. Ông Thế Lữ có cái bài là đã quyết không mong sum họp nữa, bận lòng chi nữa lúc chia phôi. Đường anh đi, đường em đi, sugar you, sugar me, đúng không? Nhưng mà tôi xin người cứ gian dối, nhưng xin người đừng lái chiếc xe này của tôi đi, để cái nhà lại cho tôi. Tức là sugar you, sugar me, nhưng mà đừng có ô nhành summer nữa. Đúng rồi. Đừng có hành hạ nữa hả? À, đó. Thì đó là cái thái độ mà tôi nghĩ đúng của một cặp vợ chồng mà muốn giải quyết một cách tương đối là êm đẹp. Dĩ nhiên, giữa hai người thì có những cái sự không thể nào mà mình ở bên ngoài mình hiểu nổi, bên trong mới có chăn, mới biết trong chăn có giận. Nhưng mà mình nghĩ như này, các cặp vợ chồng mà bất hòa và bất đồng với nhau nhiều, mà đến mức là coi như không còn cảm thấy là có thể sống với nhau được nữa đó, thì trước hết cái nếu mà có con cái đó, thì Vũ Văn thấy đa số những cái cặp vợ chồng mà chia tay trong lúc con mà ở cái tuổi vị thành niên, hoặc là trong trung học và tiểu học đó, thì thường thường là các cháu bị ảnh hưởng rất nặng. Hầu như Quang thấy đa số các gia đình mà chia tay trong lúc mà các cháu nó còn nhỏ đó, thì hầu như cái vấn đề học vấn của các cháu nó bị ảnh hưởng rất là nặng. Và các cháu khó mà thành đạt, cũng giống như các cháu trong cái tuổi mới vừa lớn, mới vừa từ một đứa bé trở thành một cái bước kế tiếp, không có biết hỏi ai, không có biết chia sẻ với ai. Và ba mẹ thì nói chung là trong một cái hoàn cảnh mà họ có thể không có một cái niềm vui hoặc niềm tin. Thì cái điều đó Văn nghĩ rằng là chúng ta phải suy nghĩ, chúng ta nên suy nghĩ, cái đó là sự hy sinh. Cho nên cái điều đó, nhưng mà trong cái bài thơ này đó thì có thể là khi mà các cháu đã trưởng thành rồi. Chưa, thì cái chưa, điều đó... chưa. Cái câu bắt đầu là hai hàng nước mắt tuôn rơi, cố ngăn dòng lệ sống đời nuôi con, cầu cho khôn lớn vuông tròn học hành thành quả có còn gì hơn. Rồi mới tới là nuôi con thành đạt, thì nghĩa là mình đọc mình hiểu là cái cô này là chịu đựng từ lúc con còn nhỏ để nuôi con thành đạt nên người. Và cuối cùng khi các con nên người rồi, đến cái tuổi cũng lớn rồi thì là mới suy nghĩ trở lại.
và nói nếu như mà theo như mình hiểu, mình diễn dịch đó, thì là nếu như mà làm lại thì sẽ không có chịu đựng như vậy, khuyên những người khác không nên chịu đựng như vậy. Có một cái điều mình thấy như thế này là đôi khi có nhiều người họ lại không chấp nhận cái xấu của người khác. Cái đó là một cái dở. Anh Vũ Kiểm biết không, đôi khi mình không có con người nào hoàn hảo cả. Mỗi cá nhân, mỗi con người đều có một cái tính tốt. Mình đến với nhau là vì cái tính tốt. Nhưng mà khi mà tìm đến nhau hay là trong cái giai đoạn mà yêu đương, gọi là nói nôm na, nói bình dân là cua nhau đó, thì đâu có ai đem cái xấu ra mà khoe. Người ta giấu cái xấu của nhau, nhưng mà khi mà người ta lấy nhau về rồi, sống với nhau rồi mới lòi ra những cái tật xấu. Thì có những người ta chấp nhận được, người ta chấp nhận là vì ta yêu, người ta nghĩ rằng thôi cái đó mình cũng sống với nó. Nhưng mà có một số họ không chấp nhận. Mà cái không mà chấp nhận đó ra cái tốt nữa. Họ không chấp nhận, thành thứ đó là cái vấn đề. Tại Quang thấy cái rằng lúc... là mình đôi khi đó mình cảm hóa lẫn nhau được thì mình tìm mọi cách để mình cảm hóa. Tại trước kia thì thường thường người ta chinh phục lẫn nhau, nhưng mà khi sống với nhau rồi đó phải tìm cách để cảm hóa, để mà mình có cái cuộc sống nó đẹp hơn. Còn đằng này đó, khi về thấy cái bắt đầu chê bai rồi, có nhiều vị còn so sánh chồng mình hay vợ mình với lại chồng người khác hay là vợ người khác. Rồi gặp một cái người nào đó mà thích hợp lại tự nhiên bắt đầu sa ngã, thì cái điều đó là những cái điều mà Văn nghĩ rằng nó không có phải là một cái điều mà tốt cho một cái hạnh phúc gia đình. Anh ơi, hồi lúc mà thương nhau đó là đóng kịch thôi. Lúc mà mấy ông đi cua mấy bà đó là đóng kịch để cho ra vẻ như là ga lăng tử tế lắm. Đi về rồi đó là mới lộ cái bộ mặt thật. Lúc đó thì các em tìm mãi không ra cái nào tốt để mà có thể mà nhìn vô cái tốt để mà sống hết đó. Bạn Lòng nghĩ là mấy bà có đóng kịch không bạn Lòng? Trước khi tiếp lời và tiếp cái trái banh passe của bài chủ, tôi muốn trở lại với lại bạn Lòng. Tại vì nhiều quá thì nói nó sẽ lan man, không nắm vững được cái focus point, cái luận điểm mà chúng ta muốn nói. Cái vế đầu tiên khi mà chị Tường Minh vắn tắt cho biết là cái người phụ nữ đó sau khi đã trải qua kinh nghiệm đắng cay của cô, lúc đầu là cô cắn răng chịu đựng vì con, cô hy sinh cái tình yêu của cô, cái thời gian của cô. Nhưng mà sau này nghĩ lại, tức là cô đã trải qua cái đoạn đường gập ghềnh gian nan, sóng gió đó rồi. Cô nghĩ lại, cô mới khuyên những người bạn khác là đừng nên làm theo như cố, nó phí cái cuộc đời đi, đúng không? Bạn Lòng của tôi là anh Quốc Văn nói hay lắm ha, nói bảnh lắm ha. Người đó là dở, tại sao không biết suy nghĩ thế này thế kia. Anh, tình yêu là cái con tim mù lòa, nó không phải là cái lý trí để mà anh phán đoán. Anh may mắn là anh chưa đổ vỡ, anh may mắn là anh có một người vợ mà biết nghe lời anh. Người vợ hiền. Chứ còn nếu anh phải đối phó đó, thay vì dùng cái chữ đối đầu cho nó vui, phải đối đầu với lại trực diện với lại những cái vấn đề gai góc về tâm lý này, anh có đủ bình tĩnh anh làm được, anh có đủ bản lãnh anh làm để mà anh giải quyết cái hướng, giải quyết cái vấn đề đó, cái bài toán nhức nhối đó một cách trong vòng 3 phút giống như anh vừa nói, dễ như là ăn cơm sườn như chờ bàn được tay hết không? Anh, được hết không? Được no hết. Way Jose. Way, nhưng mà ở đó mà nói bài cái nếu mà mình yêu, mình còn yêu. Way. Mình sẽ làm được. Chúng tôi thấy có thính giả gọi vô, tuy nhiên thì đến lúc này là chúng ta đã đến giờ phải chạy vài cái quảng cáo bảo trợ cho đài. Xin mời quý vị tiếp tục giữ đường dây và tiếp tục theo dõi chương trình. Chúng tôi sẽ quay lại trong một vài phút ngắn ngủi sau những thông tin thương mại này, thưa quý vị. Spy and find romance. You could even win the Tour de France. Not very likely. Or you might as well enjoy the dance. Good morning, sunshine. Buenos dias, rayito del sol.